phim Nhân gian tử ái. Tập 54. Đại ca, Quý Phong sao vẫn chưa chết được? Chỉ có điều phải dưỡng thương một thời gian. Trong thời gian này không thể lại múa đau múa gươm được rồi. Đại nghĩa diệt thân nói thì rất đơn giản, nhưng nỗi đau cắt da xén thịt này chỉ có bản thân mới thấu hiểu. Hiền đệ, vất vả cho đệ rồi. Được rồi, đại ca yên tâm. Đại ca tránh cầm cự nha. Nhìn cho kỹ vào, nhất định phải tìm được cái người đó ra cho ta. Dạ. Dạ. Nhìn cho kỹ đó. Bên này, cả bên kia đều lùng sục hết. Dạ rồi. Đứng lại. Giám hỏi đại nhân có chuyện gì hay không? Đã muộn vậy rồi, còn đi đâu? À, mẹ ta bị bệnh, ta cùng bà đi tìm đại phu. Xem bệnh mà mặc đồ đen như vậy hay sao? Mẹ, đi mau. Không còn bao lâu nữa, quan phủ sẽ truy nã chúng ta. Con đi trước đi. Mẹ yên tâm đi, con không bỏ mẹ đâu. Con biết nơi này rất an toàn, đi thôi. Đại ca, Quỳnh Tráng chịu nha. Đại phu sẽ tới đây ngay. Thiếu gia, thiếu gia, tôi đã mời được thần y lâm nhân tới đây rồi. Mau chữa cho Quỳnh ấy. Người này là ai vậy? Người ấy là Khâm Sai đại nhân đó. Làm quan hả? Phải đó. Tao nói cậu biết nha, những kẻ làm quan này chỉ biết tham ô hối lộ thôi. Thường ngày hút hết bao xương máu của bá tánh. Tao nói cậu nghe, ta không tùy tiện chữa trị đâu. Phí chữa bệnh rất mắc đó. Ta không phải quan tham. Phải đó. Được được được, cầm giùm đi, cầm giùm đi. Đúng là cứng miệng mà. Chết tới nồi con nhiều chuyện nè. Và mặt đúng là vậy đó. Ta là Khâm Sai chuyên bắt tham quan. Ta có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay. Thượng Phương Bảo Kiếm có phải rất quý không vậy? Phải đó, phải đó. Là thứ phát sáng lấp lánh đúng không? Đúng 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 đúng. Ta có thể xem qua chút không vậy? Có nhiều lời nữa mà. Chỉ cần chữa khỏi cho Quỳnh ấy, bao nhiêu tiền ta cũng sẽ cho. Đúng 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 đúng. Phải đó. Thiếu gia, chúng ta trở về Lưu gia, nắm đại quyền trong tay, tiền không thành vấn đề. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xem mình, xem mình, xem mình. Quá là vậy hả? Không chịu nói sớm gì hết. Chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được ta đâu. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Chờ chút. Được cây gậy đây bảy không mà. Quỳnh Trắng nhìn nha. Được rồi, được rồi. Ra ngoài đi, ra ngoài đỡ đi ha. Ra ngoài đi. Tham quan à không? Thanh quan. Đúng. Chuẩn bị xong chưa? Ta bắt mạch cái coi. Thiếu gia. Thiếu gia. Thúc làm vậy là sao? Phát thúc. Tôi muốn nhận lỗi với cậu. Tôi muốn nói xin lỗi với cậu. Ngay khi nhà họ Lưu cần sự giúp đỡ nhất, tôi không có ra tay giúp đỡ, ngược lại còn đứng về phía Lưu Lợi. Những ngày qua, trong lòng tôi luôn day dứt khó chịu. Tôi thật sự sai rồi. Nhưng mà đây đều là do Lưu Lợi ép buộc tôi. Bà ấy nói tôi không chịu nghe theo lời bà ấy, bà ấy sẽ giết cả tôi luôn. Tôi cũng không còn cách nào khác. Thiếu gia, tuy rằng tôi ở Lưu gia phụng sự qua ba đời, nhưng dù gì tôi cũng chưa từng trải qua thế sự gì, không cưỡng lại được mê hoặc, mới nhất thời làm chuyện nông nổi. Tôi cam đoan sau này tôi sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm, tuyệt đối không ăn ở hai lần với Lưu gia nữa. Thiếu gia, xin tha thứ cho tôi. Thiếu gia. Thiếu gia, xin thiếu gia hãy tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi mà. Thiếu gia, thiếu gia, xin cậu tha thứ cho tôi. Thiếu gia. Đứng dậy đi. Đa tạ thiếu gia. Đa tạ thiếu gia. Mẹ ta đã đồng ý cho hôn sự của ta và cửu muội rồi. Hả? Vậy chúc mừng thiếu gia, cuối cùng cũng đã được toại nguyện rồi. Quá tốt rồi. Nhưng cha ta nếu hiển linh không biết sẽ nghĩ sao nữa. Bây giờ điều ta có thể làm chính là chấn hưng Lưu gia, trả lại trong sạch cho bản thân, để an ủi cho linh hồn của người ở trên trời. Tấm lòng hiếu thảo của thiếu gia, linh hồn của lão gia ở trên trời nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Tuy cha không phải chết bởi tay của nhị cô, nhưng nhà họ Lưu đã không thể chịu được thêm bất kỳ đả kích nào nữa. Giờ đây chân tướng đã rõ, chuyện thúc và nhị cô cấu kết nhau ta có thể bỏ qua, nhưng nếu mẹ ta gặp lại thúc sẽ có tránh khơi gợi chuyện đau lòng. Mọi người có hợp có tan, thúc nên đi đi. Thiếu gia, cậu muốn đuổi tôi đi sao? Thời gian này Lưu gia ở Hắc Thi Lâm gầy dựng lại, mọi người đã chịu không ít khổ cực. Dương Tuấn và Kim Châu vẫn luôn một lòng. Nếu thúc thật sự có lòng thì đã sớm tìm chúng tôi rồi. Còn về nhị cô,
E là cả đời này sẽ phải chịu sự truy bắt của quan phủ. Thúc là người thông minh, chắc sẽ có con đường riêng. Ta không làm khó Thúc đâu. Thiếu gia, tôi không thể đi được đâu. Tôi đã trông nom cậu từ nhỏ tới lớn. Nói sao đi nữa thì chúng ta cũng đều giống như người một nhà mà. Nể tình của Dương Tuấn và cả Kim Châu nữa, đừng buộc ta ra tay. Thúc tự bảo trọng đi. Đây, mẹ, ngồi đi. Kinh Thiên, sao con lại có một nơi tốt như vậy? Từ khi con bắt đầu thích Cửu Muội thì đã dự tính cùng cô ấy sống suốt đời, nên mới chuẩn bị sẵn nơi này. Tiếc là hiện nay không còn dùng tới nữa. Đều tại ta không tốt, không giúp được cho con giành lại Cửu Muội. Tất cả tài sản của nhà họ Lưu cũng từ trong tay ta mà đánh mất. Nếu như sớm một đao giết chết Tứ Hỷ thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Đại ca, là do huynh không vừa mắt những chuyện ta đã làm nên mới dạy dò ta như vậy phải không? Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chị thương quan trọng hơn. Nào, xem ra Lưu gia tạm thời không trở về nữa rồi. Mong là Lưu Lợi chưa phát hiện mình lén lút gặp Tứ Hỷ. Sao ông lại tìm được tới nơi này? Đây là chứng tỏ trong lòng của tôi luôn luôn có bà. Biết được bà bị thương, tôi liền vội qua đây xem sao. Vậy lúc nãy khi còn ở trong Lưu phủ, ông đã chết đi chỗ nào chứ? Vừa nãy tôi luôn đứng cạnh bên ngoài cửa mà. Ai ngờ rằng Tứ Hỷ vừa đến liền ra tay đánh tôi ngất đi. Đến nỗi đầu của tôi đến giờ vẫn còn thấy đau luôn. Chính là miếng ngọc bội đó không sai. Ta đã tận mắt nhìn thấy rất kỹ. Ta nhất định phải đi tìm cái tên Trần Đại Phương đó hỏi cho rõ ràng. Nếu bây giờ bà lại đến đó, chẳng phải tự sa vào lưới hay sao chứ? Không lo được nhiều như vậy đâu. Nếu như Trần Đại Phương và Kinh Thiên thật sự là cùng chung huyết mạch, lỡ như ngày nào đó hai đứa nó tàn sát lẫn nhau thì tội nghiệp sẽ càng lớn hơn. Ông nói xem, Trần Đại Phương hiện nay sẽ có thể ở đâu được chứ? Hắn bị thương không nhẹ, bây giờ đây chắc chắn là đang ở Lưu phủ. Bà đừng nên manh động nữa, bà đang bị thương nặng đó. Nhất định ta phải nhân cơ hội này đến thăm dò hắn xem sao. Cũng không còn sớm nữa, ông còn không trở về, lẽ nào muốn đợi Kinh Thiên về đây sao? Được, bà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ráng chị thương tốt nha, tôi đi trước đây. Ai? Ngài đừng sợ, ta không phải tới đây hại ngài. Vậy bà tới đây làm gì? Ta muốn hỏi cho rõ một chuyện. Có chuyện gì? Ngọc bội trên người của ngài từ đâu mà có? Đây là bảo vật gia truyền của nhà ta. Sao ạ? Ngài và Hạ Bỉnh Hiền thực ra có quan hệ gì? Sao bà biết được danh tính của cha ta? Hạ Bỉnh Hiền là cha ngài, nhưng rõ ràng là ngài họ Trần mà. 15 năm trước cha ta lập được đại công cho triều đình nên được đặt ban họ Trần. Sao chứ? Quá ra là vậy. Quả nhiên ta đã đoán đúng.
Thật ra bà đang muốn làm gì? Bác thích khách đây! Bác thích khách! Bác thích khách đứng đây! Lại. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Bên này! Bao nhiêu lại? Đứng lại! Có kìa! Đuổi theo! Bà đang gánh mạng một người, còn mưu hại không sai đại thần, thật là tội ác tay trời. Nói, thật ra bà đang che giấu chuyện gì? Bà không nói ta sẽ giết bà. Đại nhân, ta đã từng bái đường với phụ thân của ngài. Nói năng linh tinh, toàn lời sang bẫy. Ngài và Kinh Thiên đúng là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Khi xưa Hạ Bỉnh Hiền phục hồi quan chức, đem hai mẹ con chúng ta bỏ lại ở trấn Phụng Hoàng. Thì ra những lời mẹ nói đều là thật sao? Ta vẫn luôn hy vọng có ngày có thể cùng phụ thân ngài nhận lại, có thể ngẩng cao đầu làm người, không còn bị người khác ức hiếp. Trong lòng ta cũng hiểu rõ, Kinh Thiên đi theo ta đã làm không ít chuyện xấu, nhưng mà Kinh Thiên nó đều do bị ép buộc. Đại nhân, ta chỉ cầu xin ngài một chuyện, xin ngài tuyệt đối để cho Kinh Thiên con đường sống. Nếu như hai người huynh đệ tương tàn, ta nghĩ phụ thân ngài cũng không mong nhìn thấy. Mẹ, đi thôi. Sao cứ cảm thấy Lưu Lợi nhìn quen quá? Lẽ nào bức họa đó trong thư phòng của cha? Đại Phương, ngày mai sẽ phải khởi hành. Lệnh vua trong người, phải nhớ cẩn thận đó. Đi sớm về sớm, không được có bất kỳ sai sót gì. Dạ, cha. Còn có một chuyện. Thứ này con cứ mang theo bên người, đây là bảo vật gia truyền của nhà ta, phù hộ con bình an. Cha, con nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt. Miếng ngọc bội này vốn không phải ở trên người ta, nếu gặp được người có duyên, đem nó trả về chủ cũ thì hơn. Cha, cha có chuyện gì muốn nói sao? Đừng nên hỏi nhiều nữa, đi đi. Đại nhân, Thảo Dân là Dương Phát ở Lưu Phủ, có chuyện này muốn bẩm báo với ngài. Thì dễ đâu, sao hiện giờ ai cũng có thể tùy ý xông vào quan phủ như vậy? Đại nhân Thảo Dân đúng là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với đại nhân, chỉ là không tiện khi nói trên công đường mà thôi, cho nên Thảo Dân mới bạo gan tự ý xông tới đây làm phiền, mong đại nhân lượng thứ cho. Mau vào đi. Tạ đại nhân. Nói đi, có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta vậy? Đại nhân tôi đã biết Hạ Kinh Thiên và Lưu Lợi hiện đang trốn ở đâu. Bọn họ đang ở đâu? Bây giờ họ đang trốn trong một ngôi nhà rất là hẻo lánh. Dương Phát, ông và hai người họ chẳng phải đồng bọn sao? Bây giờ lại đến báo quan, lẽ nào ông đang giở trò? Không. Đại nhân ngài tuyệt đối phải tin tưởng Thảo Dân đây. Thảo Dân ở Lưu Phủ cũng đã bao nhiêu năm qua, trước giờ Lưu Phủ đều lấy nhân nghĩa làm gốc. Thảo Dân từng theo Lưu Lợi làm một số việc xấu, nhưng mà thị phi trắng đen Thảo Dân vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Thảo Dân cũng vài lần cố thuyết phục bà ấy cải tà quy chánh, nhưng cuối cùng cũng là Thảo Dân không có bản lĩnh đó, cho nên Thảo Dân chỉ đành trông chờ vào đại nhân đây thôi. Người đâu? Dạ. Lập tức đi theo Dương Phát truy bắt Lưu Lợi, Hạ Kinh Thiên. Dạ. Đại nhân, bên ngoài cửa có người tên Lưu Tứ Hỷ xin cầu kiến. Ủa, mau mời để ý vào. Dạ. Đại nhân vậy Thảo Dân xin phép cáo lui. Ừ. Tứ Hỷ thiếu gia. Hiền đệ. Đại ca, ông ta tới làm gì? Ông ấy đến nói về chuyện của Lưu Lợi và Kinh Thiên. Thật ra thì Dương Phát của người này bản tính cũng rất lương thiện đó. Thật vậy sao? Ông ấy rất tốt với nhị cô mà. Ấy, không nói chuyện này nữa. Hiền đệ Hả? Lần này đến Linh Sơn, trên đường đi nhớ phải bảo trọng đó. Ừ. Phải rồi, vết thương của huynh vậy sao? Vết thương của ta cũng nhờ phúc của hiền đệ, thần nghi lão nhân đó quả nhiên y thuật cao minh. Bây giờ vết thương đó của ta đã không còn đau gì rồi.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Huynh định sẽ ở lại đây trong bao lâu? Ta phụng mệnh thánh tượng suốt tuần, tìm hiểu nỗi khổ của bá tánh, đợi đem tất cả công vụ nơi này trở về quỹ đạo bình thường, ta mới có thể trở về triều đình. Vậy quá tốt rồi. Vẫn còn kịp đến uống rượu mừng của đệ và cửu muội. Hiền đệ sắp phải thành thân sao? Phải đó. Chúc mừng, chúc mừng. Đa tạ, đa tạ. Vậy đi hiền đệ, đợi đến ngày đệ thành thân, huynh sẽ đến phủ chúc mừng, còn phải uống thêm vài ly rượu chúc mừng nữa chứ. Nhất định mà, nhất định mà. Vậy hiền đệ xin bái biệt tại đây. Được. Đại ca bảo trọng. Bảo trọng. La 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 la. Ý? Nè, sao Quỳnh lại ngồi ở đây? Bố Lập đi. Quỳnh và Dương Tuấn đều đã tới Linh Sơn, một mình ta ở Hắc Ti Lâm nhàm chết đi được. Cho nên Quỳnh cũng đã tới đây không phải để tìm bọn ta mà là tìm tứ tỷ đúng không? Vẫn là Quỳnh hiểu ta hơn á. Lần trước ta viết một bài thơ vẫn chưa đưa cho Tiểu Noãn Lư hả, nhưng mà lại rất sợ bị từ chối, lỡ như Tiểu Noãn Lư trách ta không mời mà tới thì biết phải làm sao đây. Vậy thì ta có cách. Thật sao? Cứ giao hết cho ta. Vế trên của ta là Thập Nhật Luân Lưu Thiên Ngạc Tú. Vế dưới của muội sẽ là Nhất Niên Chim Đắc Tứ Thời Xuân. Trời ơi, hay quá. Hay thiệt đó. Quá tốt rồi, ngũ muội và lục muội lấy Quan Nguyệt Quế làm chủ đề đối câu. Thất muội, bát muội, bây giờ đến lượt các muội rồi đó. Được. Hay là muội sẽ lấy Hoa Mẫu Đơn làm chủ đề vậy? Giao đài Nguyệt Hạ vô sông Diễm. Thất tỷ, câu đối của tỷ cũng khó quá rồi đó. Bác muội, đừng đứng ngay ra nữa, đến lượt muội đối lại rồi. Phải đó. Muội nghĩ ra rồi, dù hồng hay trắng ta đều thích. Trời ơi, cái gì vậy? Không biết được nữa. Đối kiểu gì vậy? Có biết đối không hả? Cửu muội à, sao con có vẻ như không vui vậy? Có phải đang có tâm sự gì không? Hả? Dù Lam hay Lục ta đều ghét. Đang nói cái gì vậy? Con muội kìa. Cửu muội, sao con hồn phách cứ để ở đâu đâu? Có phải đang có tâm sự gì không đó? Con không có chuyện gì đâu mà, chẳng phải đang đối câu đối sao? Đối câu đối à? Ta đây còn không hiểu hay sao? Chắc chắn là đang có tâm sự, đang lo cho Tứ Hỷ à? Cái tên tiểu tử này cũng thiệt là, tới giờ vẫn chưa thấy quay lại nữa. Tứ Hỷ chàng ấy chắc chắn có việc mới chậm trễ như vậy thôi mà. Có chuyện gì mà trễ nải tới như vậy? Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc cầu thân hay sao? Nhìn kìa, trên đó có một độc giác tiên. Wow. Đang vẽ một cành hoa hồng sao? Đẹp thiệt đó. Nhìn kìa, nó lại vẽ tiếp nữa kìa. Tứ, là ý gì vậy? Trời ơi, muội ngốc quá đi. Đây chẳng phải rõ ràng đang có người muốn bày tỏ tình yêu với tứ muội sao? Là ai vậy? Mọi người à, là ai vậy chứ? Lãng mạn cái đầu muội thì có, nhưng đây là cái tên Bố Lập đi đang giở trò rồi. Wow. Cửu muội, muội mau xem người ngồi trên độc giác tiên đó có phải là Tứ Hỷ hay không? Hả? Tứ Hỷ! Cửu muội là ta, có nhìn thấy ta không? Nè, Tứ Hỷ à, mau xuống đây đi. Nè, cũng được rồi đó, chúng ta mau xuống thôi, ha. Tứ Hỷ à, chàng cũng tới rồi hả? Sao tới bây giờ chàng mới tới chứ? Ê trời, thiếu gia. Xin lỗi nha, nhà mẫu đại nhân. Bởi vì trên đường xảy ra chút chuyện nên mới chậm trễ thời gian. Xin nhà mẫu đại nhân hãy giáng tội. Đến cái điều kiện thứ ba của bổn dương con cũng hoàn thành được rồi, ta phải khen thưởng con mới phải. Sao lại trách tội con được chứ? Đang nói điều kiện thứ ba gì? Trời ơi, chính là đem ô danh của mẹ từ trong tộc phổ nhà họ Lưu xóa bỏ đi đó. Trời ơi, chuyện nhỏ thôi mà, tiểu tế sớm đã làm xong rồi. Không giấu gì con, trong ba điều kiện đó, ta quan tâm nhất chính là điều này.
con cũng xem như giúp ta hoàn tất được tâm nguyện. Hey, trời ơi, quá khách sáo rồi. Đừng khách sáo mà, đừng khách sáo. Tư Dĩ à, ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị sẵn đại tiệc mật yểu điệu rồi. Hãy cùng nhau thưởng thức đi. Đi thôi, đi thôi. Mình cùng đi đi. Nè, bố xem. Kìa kìa, là bố Lập Ni đó. Ta đi trước nha. Đừng, nên... Tiểu Nõn Lư. Đừng mà, làm trò gì vậy? Vừa nãy ta bay trên kia biểu diễn dễ hình đó, nàng có thích không? Hả? Cũng tạm tạm. Đây là gì vậy? Ta đã viết một bài thơ tặng cho nàng. Giống như huynh đi mà cũng biết làm thơ nữa sao? Đương nhiên rồi. Được rồi, được rồi, để khi khác xem vậy. Giờ dùng bữa trước đi. Dùng bữa. Đi, cảnh nữ như mẹ. Đi nào. Cùng ăn thôi. Chà, bắt đầu thôi. Ủa, các con làm sao vậy? Sao lại không ăn? Thiếu gia, thực sự ngon tới vậy hả? Mau ăn đi, rất là ngon đó. Còn đừng xem mà yểu điệu này trong cái vẻ thanh đạm vô vị, càng ăn càng thấy nghiền đó. Mau ăn đi nè. Sao hả? Rất ngon phải không? Hả? Mùi vị này đúng là rất đặc biệt. Phải không? Trước giờ tôi chưa từng được thử qua, cũng khá ngon. Mau dùng thêm nữa đi. Nè nè, đây đây đây. Ăn đi. Chàng đi. Thân yêu, có phải chàng vẫn chưa quen ăn thức ăn của Linh Sơn không? Sao có thể như vậy được? Chỉ cần là người yêu bé nhỏ thích ăn cái gì thì ta đều thích hết. Vậy chàng uống thêm một chút đi. Món này ngon đó. Món này cũng ngon đó nè. Ăn đi, thứ này cũng khá ngon. Đây. Ngon quá. Uống thêm đi nữa đi. Đè, nè, ăn đi. Tư Hỷ à, nghe nói nhà họ Lưu của con gặp phải biến cố lớn. Không những gia sản bị cướp hết, mà cha của con cũng qua đời rồi. Mà thông gia vẫn ổn chứ? Mẹ à, ngay lúc này mẹ lại nói mấy chuyện đó làm gì chứ? Ta nói mấy lời này không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm xem có cần ta giúp đỡ gì hay không. Không sao. Nếu như thấy cần thiết thì ta cũng có thể giúp con lấy lại toàn bộ gia sản trở về mà. Nhạc mẫu à, xin đa tạ người. Lần này con đến Linh Sơn muộn vài ngày cũng chính là vì muốn rửa sạch nỗi oan cho mình. Giờ chân tướng đã sáng tỏ, tài sản nhà họ Lưu cũng đã lấy lại được rồi. Ê trời ơi, may nhờ có Khâm Sai đại nhân giúp đỡ nên mới có thể thành công đòi lại được toàn bộ gia sản của nhà họ Lưu. Sau này chúng ta cũng không cần phải lưu lạc ở bên ngoài nữa rồi. Đúng là quá tốt rồi. Tin là linh hồn của cha ở trên trời cũng sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Đúng thật là một chuyện đáng để ăn mừng rồi. Nè, hãy mau lấy thêm rượu ngon đến đi. Chúng ta không say không về. Dạ. Được. Đúng đi đó. Đây, đây. Không say không về. Không say không về. Không say không về. Cạn nha. Cạn nha. Thiếu gia, tôi đã biết ngay. Thiếu gia nhất định sẽ có cách chấn hưng lại oai danh của nhà họ Lưu. Phu nhân đã giao hết mọi chuyện trong nhà cho cậu. Thiếu gia, cậu đã có thể tự gánh vác rồi. Nè, đừng đánh mà. Trời ơi, không phải muốn đánh cậu hả? Ta cũng là nhờ có quý nhân giúp đỡ, nếu không làm sao có cách tiến hành được thuận lợi như vậy. Trời. Được rồi, tướng công à, chàng nói xem thật ra là ai đã giết chết Huyện lệnh đại nhân chứ? Chính là nhị cô của ta, Lưu Lợi đó. Hả? Người một nhà lại tự hãm hại lẫn nhau cũng quá tàn nhẫn rồi. Phải đó, lại còn chính là bà cô của mình nữa chứ. Mọi người nói xem, bà ấy sao lại lạnh nhạt vô tình tới như vậy? Đúng vậy. Hả? Ta nghe nói pháp luật trong nhân gian, nếu đã giết người thì sẽ bị... Không phải, bà ấy đã bị thương bởi thiên lôi trận của ta và đã bỏ trốn rồi. Hơn nữa vẫn chưa rõ tung tích. Chỉ có điều, Khâm Sai đại nhân bây giờ đã ra cáo thị truy bắt luôn rồi. Hả? Vậy còn Kinh Thiên, Kinh Thiên Quỳnh ấy có bị thương không? Ai là Kinh Thiên? Kinh Thiên
chính là biểu ca của con, là con trai duy nhất của Lưu Lợi. Trong suốt chuyện này huynh ấy cũng có phần tham gia, cho nên là huynh ấy cũng đã bỏ trốn cùng nhị cô rồi. Ta đã nhớ ra rồi. Có phải lần đó trong cuộc thi tài hồ ly tinh, cậu ta và Lưu Lợi cùng đến Linh Sơn phải không? Lúc đó ta cảm thấy võ công cậu ta không tồi, còn có thể dùng được Vô Cực Đoạn Tình Chưởng để đấu với ta được vài chiêu. Nhạc mẫu đại nhân, người đang nói giỡn sao? Vô Cực Đoạn Tình Chưởng là tuyệt học của nhà họ Lưu mà, sao có thể truyền ra ngoài? Biểu ca còn làm sao biết được chứ? Không, những gì mà mẹ ta nói là sự thật đó. Hôm đó ngay trong cuộc thi hồ ly tinh đã được diễn ra, mẹ ta đích thực cùng biểu ca đệ tiếp qua vài chiêu mà. Hả? Và cậu ấy dùng chính là Vô Cực Đoạn Tình Chưởng. Phải đó. Tứ Hỷ, thật ra Kinh Thiên đúng là rất lợi hại đó. Về chuyện này thiếp đã biết ngay từ trước rồi, chỉ là huynh ấy không cho thiếp nói ra nên thiếp cũng chưa từng nhắc qua với chàng. Sao huynh ấy luôn giấu ta chuyện huynh ấy biết Vô Cực Đoạn Tình Chưởng? Thật ra huynh ấy có ý đồ gì chứ? Tứ Hỷ à. Dạ. Bản tính của con thật thà, đương nhiên là không thể nhìn ra được. Con người biểu ca của con vẻ mặt trầm ngâm, nhưng cả hai mẹ con cậu ấy đều chung một ruột cả, không phải lương thiện gì. Không phải đâu mà mẹ, Kinh Thiên không phải là loại người như vậy. Kỳ lạ thiệt, sao hôm nay có thể nhắc tới Kinh Thiên là con phản ứng mãnh liệt như vậy? Con phải đó. Đại tỷ, tỷ có phải là đã thích Kinh Thiên rồi không? Không phải chứ. Phải không? Bác muội đừng có mà ăn nói linh tinh, muội còn dám nói bậy nữa tao sẽ trừng trị muội đó. Mẹ, con không muốn ăn nữa, xin cáo lui trước. Nè, đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ sao vậy? Ủa, sao đại tỷ ấy sao mà kỳ lạ vậy chứ? Không biết vậy. Thôi được rồi, cứ mặc kệ nó đi. Nào, tiếp tục uống. Dạ, xin mời nữ dương. Mời. Nào, đây, cạn nha. Cạn luôn nhé. Hôm nay á, sau khi bố Lập Ni gặp được Tứ Tỷ thì vui đến không kể xiết. Trời ơi. Là đại tỷ. Làm ta hết hồn. Đại tỷ à, tỷ đừng nên không vui nữa mà. Bọn muội vừa nãy cũng đã giải thích với mẹ rồi, tỷ chính là vì tâm trạng không tốt cho nên mới lại nổi nóng như vậy thôi. Hơn nữa bọn muội cũng không có nói với mẹ chuyện của tỷ và Kinh Thiên đâu mà. Tỷ yên tâm đi, biểu ca huynh ấy không hề bị thương. Ngược lại là cảm xúc của tỷ phải biết tự khống chế một chút, lỡ như để nhạc mẫu phát hiện tỷ thích biểu ca của đệ vậy thì không hay đâu. Được, vậy ta hỏi đệ, ta rõ ràng nghe Lưu Lợi nói là đệ đã giết Quyền Lệnh nên mới bị quan phủ truy nã, sao chẳng được bao lâu thì đã hoàn toàn thay đổi chứ? Đệ chẳng phải đã từng nói may nhờ có Khâm Sai đại nhân giúp điều tra rõ chân tướng để mới có thể rửa sạch nỗi oan. Rửa sạch oan khuất? Ta thấy đệ đã cấu kết với Khâm Sai giá họa cho Lưu Lợi và Kinh Thiên thì có. Trời ơi, đại tỷ à, sao tỷ có thể nói như vậy được chứ? Rõ ràng tỷ đã biết Tứ Hỷ chẳng ấy vô tội mà. Ta không biết gì hết. Ta vậy biết, ta mãi mãi luôn đứng về phía của Kinh Thiên. Chỉ cần có kẻ gây bất lợi cho huynh ấy, đó chính là kẻ thù của ta. Đại tỷ, đại tỷ à. Cửu muội à, đừng gọi nữa. Sao đại tỷ lại như vậy chứ? Vừa mới có người để thích liền trở nên như vậy hả? Điều đó chứng tỏ đại tỷ trong lòng tỷ ấy chỉ có mỗi biểu ca thôi. Ê, người khác nói gì đi nữa tỷ ấy cũng không nghe đâu. Tướng công à, chúng ta hãy nghĩ thử xem làm sao tác hợp cho hai người bọn họ đi. Cho đại tỷ si tình này được toại nguyện. Huynh đó, trời ơi, ta hỏi huynh nha, thật ra tìm ta làm gì? Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Thật ra cũng không có chuyện gì. Chẳng phải ta cũng sắp trở về Hắc Thi Lâm rồi sao? Còn có chuyện này muốn hỏi nàng. Cái hình hồi chiều ta vẽ trên trời đó, nàng có thích không vậy? Hả? Ta... Hả? Được rồi, đừng có nói nữa. Ta sẽ không miễn cưỡng nàng phải thích đâu. Nhưng mà lần này đến Linh Sơn, nàng không đánh ta, mắng ta, đá ta, ta đã thấy vui lắm rồi. Thực ra thì ta cũng không hoàn mỹ tới như vậy, cũng không tốt đẹp như là huynh từng nghĩ. Không đúng, nàng ở trong lòng của ta luôn là hoàn mỹ nhất.
Vậy nếu như nói ta đã che giấu huynh một chuyện rất là quan trọng, hơn nữa còn liên quan tới mặt mũi của huynh, huynh có còn cảm thấy là ta hoàn mỹ hay không? Hả? Mắc lừa rồi nha, ta gạt huynh đó, đùa cho vui thôi. Ta có. Gì chứ? Ta đang trả lời câu hỏi vừa nãy của nàng. Chỉ vì nàng, cả tính mạng của ta cũng không cần. Nói về đến mặt mũi chứ. Cả đời này của bố Lạp Ni ta, chỉ cần có nàng bầu bạn là đủ rồi. Chỉ cần nàng tin tưởng ta, chúng ta sẽ mãi mãi luôn được hạnh phúc. Trên đời này làm sao lại có thể có người đàn ông tốt như huynh được? Huynh đừng nói những lời tốt đẹp dễ nghe để dỗ dành ta nữa. Ta nói đều là thật đó. Đến kẻ xấu xa như Hắc Đại Dương đó, ta còn nhất mực trung thành với ông ấy, huống hồ chi là nàng. Nàng tốt với ta như vậy, ta đương nhiên phải hết lòng đối xử với nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng cho đến vĩnh viễn. Thôi bỏ đi, huynh đừng nên thương phải Hồ Yêu. Ta nói cho huynh biết trước, Hồ Yêu đều luôn rất là đa tình đó. Nếu không cuối cùng thì người chịu tổn thương vẫn là bản thân huynh thôi. Đã không còn kịp nữa rồi. Ta đã đem lòng yêu Hồ Yêu thứ tư của Linh Sơn, Linh Tứ. Nàng là lò sưởi bé nhỏ của ta, ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng đâu. Trời ơi, ta cảm thấy huynh có lẽ là hiểu lầm điều gì đó rồi. Ta chỉ muốn nói là huynh không hợp với ta lắm đâu. Ta cảm thấy là huynh không phải là kiểu người ta thích. Không phải ý của ta muốn nói là huynh có lẽ là... Tiểu Noãn Lư, ta nhất định sẽ quay trở lại tìm nàng. Phò mã. Nhạc Mẫu, vào đi. Dạ. Cũng buổi sao không tới cùng vậy? Là vì con muốn đơn độc nói riêng với mẹ vài câu. Có chuyện gì con cứ nói. Dạ được. Vậy á, con muốn làm gì vậy? Đây cùng phải chiếc nhẫn săn Hồ Yêu của nhà họ Lưu con sao? Đừng căng thẳng. Chuyện là như vậy, bởi vì nhà con sau này sẽ không phải bắt Hồ Yêu nữa, cho nên mẹ con mới căn dặn con đem chiếc nhẫn săn hồ này tặng lại cho mẹ, tượng trưng cho tình hữu hảo của hai nhà. Hy vọng mẹ nhận lấy, được không? Nếu đã là thành ý của bà thông gia, vậy ta đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy. Đừng sợ, không sao đâu. Đừng sợ, thật sự không sao. Thầy ta đa tạ bà thông gia. Không cần mà. Còn có một vật này nữa, tiểu tế muốn tặng cho mẹ, mời mẹ xem qua. Mẹ xem đây nè. Con lại muốn làm gì nữa vậy? Đừng căng thẳng. Nhà mẫu đại nhân không cần căng thẳng, con không có ác ý. Thứ này chính là sợi dây chuyền của Võ Tấn Dương phu nhân. Quan gia đối đầu của ta ở ngay trong đó, ta biết mà. Dạ phải. Con vốn định là đem tặng lại cho mẹ, nhưng mãi không gửi ra được. Con cũng không biết làm sao mới gửi ra được. Đừng mà. Sợi dây chuyền này để cách xa ta càng xa càng tốt. Dạ, tuyệt đối. Không muốn nhìn thấy bà. Phải. Ý con muốn nói là con muốn tặng cũng không có cách nào. Con thật sự không thể nào gỡ xuống được. Ý của con là sợi dây chuyền này sẽ theo con suốt cả cuộc đời, muốn ta cẩn thận có phải không? Dạ không. Con không phải có ý đó. Ý của con là dù gì Nhạc Mẫu cũng không thích, con không muốn để mẹ phải nhìn thấy nó. Nhưng mà hôm đại lễ thành thân á, con cũng không thể nào lấy nó xuống được. Con sợ mẹ hiểu lầm là con bất kính với Linh Sơn, nên mới đến báo với mẹ một tiếng. Hy vọng mẹ đừng nên để tâm đó. Người phụ nữ này quá thành dây chuyền cũng toàn thân là gai. Nhạc Mẫu đại nhân yên tâm,
thêm một thời gian nữa, con có thể, có lẽ, có khi sẽ có thể lấy nó xuống được đó. Làm sao lấy nó xuống? À, con thấy thủ pháp của cha con trước lúc lâm chung sợi dây chuyền này là vật huyết mạch tương truyền. Con nghĩ đợi khi con có con rồi thì sẽ có thể truyền lại cho nó. Đúng vậy. Vật ở nhà họ Lưu của con đời đời tương truyền, đương nhiên phải dùng đến cách đặc biệt. Cũng không đúng. Dạ. Cho dù là con của con được sinh ra, sau dây chuyền này đeo trên người của nó thì kết quả không phải giống như nhau sao? Cho nên con muốn hỏi Nhạc Mẫu đại nhân có cách gì hay hơn không. Cũng không thể tùy tiện dứt bỏ đi được. Quả nhiên là có bản sắc của Võ Tấn Dương phu nhân. Hồi lúc bà ta còn sống chính là nhỏ nhen như vậy, so đo việc nhỏ ghi thù việc lớn. Không ngờ đằng sau khi đã mất còn để lại sợi dây chuyền, để con cháu bà ấy đời đời kiếp kiếp đối địch với ta. Các người phải sớm phản đối mới đúng chứ. Phải. Đợi con cùng với cửu muội sinh con đẻ cái xong, sẽ có một nữ huyết thống hồ yêu, Võ Tấn Dương phu nhân hoặc giả sẽ có thể bỏ hết ân oán. Vậy từ đó về sau Lưu gia và Linh Sơn được hòa giải rồi, đúng không? Cửu muội có nhắc qua chuyện sinh con với con hay chưa? Nói chuyện gì hả? Thật không ngờ là hai đứa nhanh như vậy đã muốn có con rồi. Đương nhiên rồi, con là con trai duy nhất của Lưu gia, nói giỏi tông đường là trách nhiệm của con mà. Bố Lạp Ni, người si tình giống như Huynh đây, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nhưng nghe là ta không xứng với Huynh đâu. Tứ tỷ. Cửu muội. Chẳng phải tỷ vẫn luôn không thích bố Lạp Ni hay sao? Sao giờ lại nói tỷ không xứng đáng với Huynh ấy chứ? Trời ơi, khoan nói tới chuyện này đã. Em nè, sao muội lại không ở bên Tứ Hỷ? Tứ Hỷ tới tìm mẹ để nói chuyện rồi, không cho muội đi cùng. Hai đứa trước giờ không phải không có bí mật gì sao? Sao đột nhiên là trở nên thần bí như vậy? Cũng phải ha. Nè, không nói tới chuyện này nữa. Thật ra chuyện đó là sao chứ? Tại sao tỷ lại cảm thấy mình không xứng với bố Lạp Ni vậy? Là ta có chuyện giấu giếm Huynh ấy. Thật ra chuyện là sao chứ? Có phải là đã có gì với loài người không? Hả? Trời ơi, Tứ tỷ à, sao tỷ lại bất cẩn tới như vậy chứ? Bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi sanh xong đứa bé đó ra, sau đó lại gửi tới yêu nhi viện ở đảo Tiên Câu Cá thôi. Ta biết mà, ta biết mà. Cho nên mới nói, cửu muội à, ta hy vọng là muội có thể giúp ta việc này, đừng để cho bất kỳ ai biết được. Tứ hỷ cũng không được luôn đó. Tỷ yên tâm đi, muội không nói với ai hết đâu. Chỉ là tỷ thật sự quá sơ ý rồi đó. Cung nghe lời giữ thánh hoàng thánh đây. Diễn lễ của muội, con theo Tứ Hỷ gả vào nhà họ Lưu. Sự nghiệp ba hát thi lâm đó cũng vừa mới khởi sắc. Nếu như cần sự giúp đỡ gì thì cứ việc nói ra nha. Mẹ, đúng lúc con đang cần một trợ thủ tới hát thi lâm phụ một tay nè. Con muốn mượn ai vậy? Ta, cửu muội là ta. Mẹ, con muốn để Tứ tỷ đi cùng con tới đó. Hả? Muội. Thật sao? Được, ta đồng ý với con. Cửu muội, sao không phải là ta vậy? Mẹ à, trong số các tỷ muội ở đây, tình cảm của con và cửu muội tốt nhất, con cũng muốn tới hát thi lâm. Chuyện này ta không có ý kiến được, phải xem ý của muội ra sao. Cửu muội. Bác tỷ à, tỷ muốn đi muội đương nhiên rất là vui. Mẹ, để bác tỷ cùng đi với con nha. Được, ta đồng ý với con. Ê, vui hết rồi ha. Sao đại muội giờ này vẫn chưa thấy đến vậy? Chuyện là vậy. Có thể đại tỷ gần đây quá mệt mỏi cho nên mới không tới đây vấn an. Nó làm sao mà mệt? Công việc tuần tra yêu giới ta để cho Dạ Khuyển đi làm rồi, nó có làm gì đâu. Mẹ à, có thể bởi vì gần đây đại tỷ tâm trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ nó thấy con sắp được gả đi rồi, trong lòng không được thoải mái. Con bé này lòng đố kỵ lại lớn như vậy, có thời gian ta tìm nó nói chuyện. Thân làm đại tỷ sao có thể nhỏ nhen vậy được. Dương Tuấn à. Tiếp theo đây sẽ là chuyện hôn sự của cậu và nhị muội chúng ta. Tốt quá, tốt quá, hạnh phúc quá.
Tốt quá rồi, hạnh phúc quá hả? Hạnh phúc quá. Đa tạ nữ vương. Mẹ. Gọi mẹ. Đa tạ mẹ. Tốt. Nè, làm gì vậy? Nè, làm gì mà chỗ chứ? Nè, từ 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 từ. Đừng có phá nữa mà. Đừng phá nữa. Đừng có giỏi, từ từ. Đừng phá nữa mà. Cứu muội, thật sự cảm ơn muội. Nếu không phải lúc nãy muội xin cho ta tới Hắc Thi Lâm, ta thật sự cũng không biết. Tứ tỷ à, sao tỷ lại nói với muội những lời khách sáo như vậy chứ? Tỷ bây giờ đừng nên nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ việc an tâm tới Hắc Thi Lâm đi. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, giờ đây muội và Lưu Thế Hỷ đã thành thân rồi, sau này hai người cũng sẽ có con cái. Muội có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Liệu sẽ có ảnh hưởng tới tình cảm của hai người không vậy? Về chuyện này muội vẫn chưa từng nói qua với Tứ Hỷ, nhưng mà muội nghĩ chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau, dù khó khăn gì cũng có thể giải quyết được mà. Tứ tỷ à, tỷ không cần phải lo lắng cho muội, cứ việc an tâm tới Hắc Thi Lâm đi nha. Tỷ tỷ hy vọng là muội sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Những chuyện như vậy chắc cô đã gặp nhiều rồi. Cô cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chúng ta đường ai đấy đi.